Đối với nhiều người, hạnh phúc là khi có được những gì họ mong muốn. Nhưng với nhiều người khác, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, cảm thấy năng lượng tràn tràn. Vũ Minh Hạnh là một người như vậy. Cô gái gầy gò, nhỏ bé với chiều cao 1m56 và cân nặng 43,8kg, chỉ luôn mong muốn có sức khỏe để có năng lượng tích cực cho mọi việc. Học ở trường thì đã có rất là nhiều bạn nói với mình rằng là gầy quá thì không tốt đâu. Rồi thì những người gầy như thế này thì bản thân mình còn không chăm lo được cho sức khỏe của mình thì sẽ chả chăm lo được cho ai cả. Nhưng mà thực ra thì lúc đấy thì đối với mình thì mình cảm thấy là con gái gầy là xinh mà. Nên là cũng cũng vẫn rất là chủ quan cho đến khi mà mình đi làm các cái công việc part time và kinh doanh, tự kinh doanh riêng thì mình cảm thấy là không có sức khỏe thì rất là mệt mỏi trong cái cuộc sống. Sáng dậy thì cảm thấy rất là trong người nó không có năng lượng tích cực ạ. Và khi mà mình cảm thấy như vậy thì mình nghĩ rằng mình cần phải thay đổi. Thì mình đã ra quyết định cho bản thân mình là mình sẽ cải thiện cái cân nặng và sức khỏe của mình để mình có thể đạt được cái sức khỏe tốt hơn, để đạt được thành tích tốt trong công việc học tập cũng như là công việc làm việc của mình. Là một sinh viên năng động, lại làm thêm công việc bán hàng online, bản thân Hạnh từng trải qua quãng thời gian dài với tình trạng thiếu cân và cơ thể luôn mệt mỏi. Do vậy, Hạnh càng hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe. Thì trước đây là mình là một người bị thiếu cân, cao 1m56 nhưng chỉ nặng có 39,5kg thôi. Và mình đã duy trì cái cân nặng đấy là từ năm học lớp 8 cho đến suốt là đến khi mà trở thành sinh viên. Thì nó cũng là một trở ngại lớn đối với mình, tại vì là khi mà dậy ạ, thì thực sự là khi mà mình cảm thấy bị đau đầu và nhiều khi là dậy sẽ bị cảm thấy hơi chóng mặt. Và khi thấy thì một cái ngày làm việc của mình cảm thấy là không được vui vẻ. Khi mà đến trường thì nói chuyện với bạn bè cũng không được năng lượng, không được trao đổi với thầy cô cũng không được thoải mái tự nhiên. Thì mình cảm thấy là khi đấy thì cái thiện cảm của mọi người đối với mình không được tốt giống như những cái ngày mà mình cảm thấy là mình năng lượng vui vẻ, thì mọi người cảm thấy là cũng yêu quý mình hơn đấy ạ. Lựa chọn là thứ nhất là mình cải thiện liên quan đến ăn uống. Mình cũng đã tìm hiểu về con số calo, thì mình cũng tìm hiểu các cái công thức ở trên mạng. Và mình tìm ra là mình khi mà mình ăn nhiều hơn cái calo hàng ngày mà mình cần nạp vào ấy ạ, thì mình sẽ tăng được cân. Thì hiện tại thì chia sẻ với mọi người một chút là hiện tại mình đang ăn một thực đơn là khoảng 1.500 đến 1.600 calo mỗi ngày. Và mình cũng cảm thấy hơi vất vả một chút trong cái vấn đề ăn uống như vậy. Tuy nhiên thì không phải ngày nào mình cũng có thể đạt được cái mục đích đấy. Ví như những cái ngày mà mình có tham gia tập thể dục thể thao thì mình sẽ ăn nhiều hơn. Còn những ngày nào mà mình không tham gia tập thể dục thể thao, hoặc là những ngày ví dụ như ngày nghỉ, thì mình sẽ ăn ít hơn một chút. Biết đến và tham gia cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn khá muộn, nhưng Hạnh không vì thế mà thôi nỗ lực. Ngược lại, em đã hoàn thành tốt các yêu cầu của cuộc thi và không ngừng cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi mong muốn của em là được lan tỏa ý nghĩa của lối sống khoa học, dinh dưỡng lành mạnh và vận động phù hợp tới tất cả mọi người. Bằng những kết quả đạt được của chính bản thân mình, Hạnh muốn chứng minh mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Và phần thưởng lớn nhất, trước là sức khỏe nâng cao và sau là sự cải thiện vóc dáng. Thực sự thì cái vòng 1 mình đăng ký khá là gấp. Tức là mọi người thì có 1 tháng để trải qua vòng 1, tuy nhiên thì mình chỉ có khoảng hơn 2 tuần. Tại vì mình cũng đăng ký khá là gấp. Tuy nhiên thì mình cũng cảm thấy là trong khoảng thời gian đó mà mình cũng đã cố gắng để luyện tập và ăn uống một cách lành mạnh. Và được đạt vào kết quả vào vòng 2 này thì mình cảm thấy rất là vui về cái điều, về cái kết quả mình đã đạt được trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trước đây thì mình cao 1m56 và nặng 39,5kg. Sau đó thì mình đã ra quyết định là tăng cân. Thì khi mà mình tham gia tăng cân thì lúc đấy là mình tăng lên khoảng 42 cân. Thì khi mà sau khoảng 2 tuần để tham gia cuộc thi thì mình đã có kết quả là tăng lên khoảng gần 1 cân. Đó, thực ra là có thể là đây cũng là một cái kết quả khá là khiêm tốn, nhưng mà đối với mình nghĩ rằng là tăng cân là một quá trình rất là khó. Khó hơn giảm cân rất là nhiều, cho nên là mình nghĩ rằng đấy là một kết quả mà mình đáng tự hào. Đối với mình thì có sức khỏe là chúng ta cũng có thể gọi là có tất cả. Và chúng ta mất sức khỏe là gần như mất tất cả. Cho nên là mình hy vọng rằng tất cả chúng ta, dù là học sinh, sinh viên,
dù là phụ nữ, những người nam giới hoặc là những người lớn tuổi, thì hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng nhau giữ gìn sức khỏe của chính bản thân mình, giữ gìn sức khỏe của gia đình và lan tỏa cái công việc giữ gìn sức khỏe này đến với cộng đồng, để bởi đó mà chúng ta có sẽ đạt được một cái cộng đồng có sức khỏe thật là lành mạnh. Cô sinh viên năm cuối Vũ Minh Hạnh giờ đây đã tự tin hơn nhiều với cân nặng 43,8kg thay vì số cân dưới 40 như trước. Cô gái ấy cũng không còn uể oải mỗi sáng, mà thay vào đó là năng lượng tràn đầy để học tập thật tốt, làm việc thật hiệu quả và hòa đồng thân thiện với những người xung quanh. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Minh Hạnh sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người về cách mà gia đình mình cùng có 4 người sẽ thực hiện một bữa ăn tối cực kỳ là lành mạnh như thế nào nhé. Mọi người hãy cùng đón xem. Let's go! Hôm nay ấy, thì gia đình Minh Hạnh sẽ ăn món thịt gà luộc. Đó thì khi mà luộc gà thì các bạn có thể cho thêm một chút gừng và một chút hành khô vào để luộc cùng, thì sẽ giúp cho cái thịt gà của mình thứ nhất là thơm hơn, và thứ hai là cái khi mà mình luộc xong ấy thì cái thịt gà, nhất là những cái gà công nghiệp ấy hoặc là gà mà mọi người nuôi có cám tăng trọng ấy, thì nó sẽ có thể loại bớt được các cái mùi hôi của gà nha mọi người. Mọi người lưu ý nhá, là khi mà mình luộc gà ấy, thì mình sẽ hớt cái bọt này ra, thì để thứ nhất là cái thịt gà khi mà vớt ra ấy nó sẽ được sạch nhất, và thứ hai là mọi người có thể sử dụng cái nước luộc gà này để nấu canh hoặc làm bất kỳ một món gì mà mình thích nhá. Ngoài món gà luộc ra thì hôm nay thì nhà Minh Hạnh còn có một cái món gọi là món mướp, đấy cũng không biết là có gọi là mướp xào không, hay là cũng Minh Hạnh cũng cho hơi nhiều nước một chút. Tuy nhiên thì cái này thì không có dầu ăn nha mọi người, mà toàn bộ là mình lấy từ cái nước luộc gà khi nãy đó. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta tận dụng có thêm được cái vị ngọt một chút, nó có một chút vị ngọt của thịt, và cái thứ hai là cũng giảm bớt được lượng dầu ăn nạp vào trong cơ thể trong một bữa ăn mọi người nha. Ta ta, xong rồi đây mọi người ơi, đây là bữa ăn của Minh Hạnh trong ngày hôm nay. Chúc mọi người ngon miệng. Ban tổ chức cuộc thi xin chúc Minh Hạnh và tất cả các ứng viên của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn hoàn thành thật tốt phần thi của mình và đến gần hơn nữa với đêm gala của cuộc thi.